Bão Trà Mi đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h. Giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão TIAMI, tiếng Việt là Trà Mi, có vị trí tâm ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 124,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h. Giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h từ 72 đến 120 h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng tây nam và di chuyển chậm lại. Vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông gió mạnh cấp 6, 7. Từ sáng 24 tháng 10 tăng lên cấp 8, 9, 62 đến 88 km/h. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến 11, 89 đến 117 km/h, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0 đến 6,0 m, vùng gần tâm bão 6, 0 đến 8,0 m, biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.